Hello nha Nam. Hôm nay chạy chiếc cúp 50-81 này thì bên em coi nha Nam ơi. Quá trời xe chạy đã Nam ơi. Không phải nói là đúng là chắc là xe hồi xưa công nhận đúng là chất lượng thật. Phải mình bán mình khen quá lời chứ thật sự á Nam. À đèn mình chết. Chạy quá tốc độ đèn mình chết. Hôm nay mình vô đi qua bên giường mình review như nè. Để chút đẹp phép để độ máy bay đó anh em gọi hoài. Rồi anh em ơi, tới giường luôn anh em. Cái này là cái bến phà hồi xưa nè. Cái đường lộ nè. Chạy thẳng xuống cái chỗ vị trí mà là cái bến phà đó, phà Tấp Ngàn này. Hồi xưa thay gì mà Tấp hay chạy đi qua lại cái cầu để đóng cửa lại nha nè. Đóng cửa lại lấy chìa khóa mở cái bến phà cho anh em coi nè. Xe quá trời luôn anh em ơi, chắc quá chắc. Chưa trả số nữa. Thì mở cho anh em coi cái bến phà này. Này là bến phà quân sự của sư đoàn 4 hồi đó. Em thấy mua lại cũng 2 năm rồi. Làm cái giường này, bến phà nè. Hồi đó xe chạy xuống đây nè, cái mỏ bàn của phà nó để đây nè. Còn xe lớn đó, chạy xuống thì đi qua bên chỗ đó đó, chỗ cái sân đó, chỗ nhà dầu đó. Đó, đi qua đó qua lại. Hồi xưa lúc mới còn nhỏ ăn là lằn dây. Mình hờ cái đầu sau này mới có phà chạy máy. Thôi tập trung chuyện chính nha nè. Đóng cửa lại, review yên tĩnh. Ở đây thì yên tĩnh lắm. Ở đây chủ yếu có xà lan ghe này kia đồ chạy vô ngã ba đó, ra vô ngã ba nè. Quá chuẩn luôn anh em, chuẩn xe lắm. Hôm tối phép livestream anh em nào yêu cầu thì em làm thôi chứ đúng cái xe này em cũng có quay video rồi. Xe chuẩn lắm nha anh em. Chạy đè mét lên đầy đủ hết trơn luôn. Chạy mà ló 40 cái đèn này nó chớp lia lịa chẳng ha. Nhanh chớp đầy đủ hết. Để biết lâu quá nè mà ra đạp phát hay phát nổ. Cầm kiếp rồi kể cả mấy cái này còn đi đến chân nữa nè. Ghê được chứ nè. Nó không có lai cái thứ gì. Gương hậu nó còn một cây nữa nha. Này xưa người ta bẻ nè. Còn cây phép để bọc nhà. Anh em nào có chốt thì có gì nhắc để phép bỏ vô theo luôn. Đó, nó zin. Cả mấy cái chụp mà bình xăng rồi chụp bugi của cái cánh bẩn ngoài mà nó còn chân luôn. Cái bô nó lên mẹ nè. Ủa lên mè đó phải không? Chưa bắn dậm chỗ nào hết nha anh em. Chốt đuôi nữa ha. Đuôi nó cũng ok. Cúp thì nó hay mục ở đây. Dòng cúp. Nhưng mà xe mình cũng ok nữa ha. Là mình sườn. Nó chạy chỉ. Cái này màu xanh bã đậu nữa ha. Màu xanh bã đậu. Đèn trước nè. Ba cốt đầy đủ ha. Đẹp quá nè. Lên chạy công nhận sướng thiệt. Nó đạp nhẹ hiệu rồi nha anh em. Tại vì xe này máy móc rồi đi cái nòng cái tăng đa cái bích tông nó chừng bự hơn vào cái nên chút gì đạp rớt giò nổ à, rớt giò nổ à. Đó, cái dòng này nói gì đó đâu quá mà nặng gì đâu, nhẹ hiệu quá. Cái tay mày gạt xuống cũng nổ nữa chứ đâu cần ấy à, cái tay nhẹ nổ nè, thấy không, đâu có cần gì đâu. Bởi vì cái này người lớn tuổi đâu chạy cũng ok. Cầm kiết rồi. Nói chung là xe này nó không có like cái món gì hết đó nha nè. Đã lắm.
chưa có đụng gì vô hết trơn luôn anh em. Đầu bò nè anh em gom nè, quay quanh sáng anh em coi, đầu bò phơi lắm đó. À, nó còn đen anh em ơi, nó còn đen nha đó đó, thấy chưa anh em, móc cơi vậy đó. Móc cơi luôn. Cái này nó có một chỉnh xúc bắp nè. Đó thấy không? Nó nắp xúc bắp cắn cắn đó, thấy không? Móp móp đó. Đây cũng vậy nè. Mà ốc đầu này chưa đụng nha. Đầu nồi chưa đụng, bao đi nha anh em, dòm biết rồi ha. Anh em chơi xe dòm biết rồi. Phép nói nhiều quá nhưng khi nó cũng không hay. Anh em coi cảm nhận tiếp em. Nói nhiều quá riết hết mới nói gì. Bao đi. Trời đứng gió hầm quá. Còn máy móc thì thôi luôn. Rất giò nổ, rất giò nổ. Tay trái này, tay nghịch thôi cũng giật nhẹ cũng nổ rồi nè. À, ở đó mua xe này anh em đó. Thử đó bao nhiêu cây vàng tiền hồi xưa. Đó, bây giờ em bán thì chung là 30 ngoài triệu thì tính ra vàng là chết chắc rồi, chưa được chỉ nữa. À, chưa được cây nữa, lỗi anh em, chưa được cây nữa ha. Đó, chưa được cây vàng nữa. 50-81 kim vàng mà giờ này mà đầu nồi chưa đụng nó lấy đâu ra, anh em mua đâu ra. Gương hậu nó còn cây, nó gắn 2 cây thấy không, đẹp, nó phải gắn cây à. Còn cây cắt tại nó bẻ gắn kỳ lắm. Nó bè ra giống như là cái sừng trâu vậy đó. Không gắn hay gắn cây đó. Đẹp lắm, mới ra kêu trường sang vệ sinh lại. Xe này phải quét dầu mỡ đồ thường vô mới được. Giữ gì đó, người ta xài tới giờ người ta giữ gì mình tới mình cũng phải kỹ lưỡng chút. Trời ơi nó phá. Nó thầm những gì dưới này. Ghê chưa? Hết biết nấy cái máy này. Cái xe này cái dành trước nó đậu với kìa, đậu riết nó vậy ha. Nói chung cái dành này thì cũng quan trọng đâu anh em, nhiều lòng thái giờ bán đầy hết. Mà cái dành đó thì anh em xài cứ để gì xài thôi, đồ cổ đồ cũ mà phải chịu đó, chứ mới luôn thì dính vô xe dọn nha. Màu vỏ đậu màu này đẹp ha. Được mấy cây mai trồng chơi, có thời gian chăm bón gì đâu. Mua cây còn để ở trên chiếc xe bán tải chưa có mà chở xuống. Mấy cây mai này anh em cho nè. Anh em mua xe tới cho người cho con cây 2 cây. Mấy này thì có anh em bên lắp giò cho nè. Cái này anh em bên Thổ Sơn, bên Ốc Eo, cây này phép mua. Cây này gốc bự đó, gốc hoành tới 47 nè, đang trồng nó ra lá xùm xây vậy. Hết mới được mò luôn. Tốt quá trời tốt, sao mà nó quéo quéo này ta, lá hay bị quéo quéo nè. Mấy này chắc này nó ra chỗ đợt trước bị bọ chỉ nè, nó chích á. Đợt này sao về phép xịt sâu, này phải xịt sâu mới được. Lá non này hay bị sâu cuốn lá với bọ chỉ nè. Này ngã 38 ngàn. Cái bữa trước anh em chảy ngồi nhậu đây nè. Anh em biết cái cây này cây gì không anh em? Cây này nè. Anh em nào biết bình luận nha anh em. Cái trái nó ăn được nha. Cái trái nó ăn được. Đó. Ăn cho anh em xem nha. Chua chua ngọt ngọt nha anh em ơi, đã lắm. Chống thọc mà chưa có trồng gì được hết trơn, không có thời gian. Cắt cái nhà kho bỏ là lúng cúng. Ồ, nhà kho này cũng qua ai mở đây vậy ta?
mình mở mình quên đóng quá. Rồi ok anh em ha. À, anh em có thích hoài niệm xưa thì mua cái xe này thì nói chung là không mắc đâu anh em ơi. Bây giờ nói chung ra thích tới chừng mà kiếm không có đó ha. Tiền thì dễ kiếm nhưng mà đối với chiếc xe thế này cũng khó kiếm đó, phải nói thật sự đấy, không phải hoài niệm xưa hết trơn á, cho anh em xài đó ha. Còn cái vấn đề ví dụ có tốc độ thì kia đầu nó không lo đâu. Anh em muốn tốc độ là anh em muốn xe dòng mới ra đích Sonic Rider hay là xe chia Winner ạch gì đó anh em đi ha. Còn như mình lớn tuổi thì cầm chiếc xe này đi cà phê được quá trời luôn. Anh em thấy không, nó zin chắc già này còn zin luôn nha, vợ của nó luôn á. Nó gân anh em, này nó gân, gân nhựa nó gân. Rồi ok, anh em mua ủng hộ phép cảm ơn nha anh em.